Xin chào các anh chị em đã đến kênh YouTube của Khương. Thì cũng có qua một số ngày qua thì có một số anh chị em gọi điện cho Khương á, kêu giúp đỡ chia sẻ để cách hát song ca giữa C7 và C25. Thì hôm nay á, Khương rảnh thời gian, Khương sẽ làm clip chi tiết và Khương sẵn Khương nói luôn. Một clip này nó bao trùm hết cách hát song ca. Vì cách hát song ca C7 và C7, C7 hát với C11 thì đã giống nhau rồi, thì Khương không làm clip đó nữa. Thì Khương sẽ hôm nay Khương sẽ làm một cái loại mic C7, C11 hát với C16, C25, C28. Tại sao Khương nói như vậy? Vì C7 với C11 là nó giống nhau hoàn toàn 100%. Nhà sản xuất chỉ ra rồi đặt tên cao hơn và thay đổi mẫu mã một chút tí để lừa người tiêu dùng mình lấy tiền thêm thôi. Chứ cái phần này thì hai phần này giống nhau nha, các anh chị em chú ý, giống nhau. Nhập thì cái thằng C11 này nó cao hơn C7 một chút. Tương tự như vậy, C16, C25 và C28 cũng hoàn toàn giống nhau 100% nha các anh chị. Để các anh chị em hiểu rõ như thế nào. Vì cái C16 và cái C25 Khương nó gã sát ra rồi, Khương kiểm tra rồi, giống nhau hoàn toàn hết. Nó chỉ ra khác mẫu mã để lấy tiền người tiêu dùng mình thôi. Nó cũng trên lệch 15.000 một chiếc thôi chứ không có cao. Và sau đây bên bên nhà sản xuất ra tiếp tục cái C28 này đây, nó cũng giống nhau với C25, C16 nha, cũng cũng cao tiền hơn một chút đỉnh nữa, khoảng 15.000 thôi. Thì họ nói chung là họ lừa mình thôi đó, ra mỗi lần ra mẫu mới là họ sẽ lấy tiền mình thêm, lấy tiền người tiêu dùng mình thêm thôi. Rồi bây giờ tóm lại Khương sẽ nói gọn lại một cái: C7 và C11 giống nhau, C16, C25, C28 giống nhau, nên Khương sẽ chọn một mic bên C7 hoặc C11 hát với một mic của C16, C25, C28 để các anh chị em hình dung ra một clip thôi, chứ không có gườm gà mà làm 5-7 clip gì C7 hát với C16 rồi C7 hát với C25 vân vân. Nó vậy nó gườm gà lâu lắm. Một clip này nó dài nhưng mà để các anh chị em hình dung ra luôn. Để các anh chị em mua những nơi nào gần nhất nhìn đã hiểu. Em Khương này ông làm clip này là cho mình hiểu rồi nè. Mình chỉ cần mua cái C7 hoặc C11 mình hát với C16, với C25, C28 là đều giống nhau cách ghim. Không cần phải xem các clip tùm lum nhiều lắm. Rồi bây giờ bắt tay vào việc ha. Trước khi xong ca thì các anh chị em phải có cái dây gắt chia tai nghe này để mình kết hợp hai mic âm thanh qua nhau hòa vào nhau. Thì cái dây này thị trường á bán tầm 50 ngàn thôi chứ không có cao đâu, 50 5 đến 60 ngàn vay xịn đó. Còn dây lô thì tầm 25 đến 30 ngàn. Thì nếu mình mua hai mic thì cái shop á họ sẽ tặng mình con dây này nha, các anh chị nhớ chú ý. Rồi bây giờ Khương sẽ ghim đây. Bây giờ Khương chọn C7 luôn ha, cũng được, không sao hết. C7, C11 thứ để bên bên. Chúng ta lấy dây hai đầu 3.5 của cái C7 á, trong sản phẩm đi kèm á, chúng ta găm vào bên phải chữ Up Company để chúng ta lấy nhạc. Đầu còn lại chúng ta găm vào cái điện thoại phát nhạc. Khương sẽ có hình dung chi tiết và Khương để như vậy cho các anh chị em hình dung ra. Rồi, đây là điện thoại phát nhạc nha. Tiếp theo chúng ta dùng cái gắt chia tai nghe hồi nãy Khương nói đó. Chúng ta găm vào bên chữ handset bên trái của sản phẩm C7. Nó sẽ chia ra hai tai nghe như thế này, hai lỗ như thế này. Thì chúng ta rất là dễ dàng luôn. Chúng ta găm một đầu tai nghe của C7. Sản phẩm đi kèm ha. Khương lấy ra Khương ví dụ. Đây, tai nghe trong sản phẩm C7 chúng ta găm vào một lỗ nghe một cái cốc. Nhớ là một cái cốc nha. Một lỗ còn lại chúng ta lấy một cọng dây đầu dẹp, đầu nhọn trong C7 hoặc là trong C25 đều có cọng này nha. Trong C7 và C25 đều có cọng này nên chúng ta dư, chúng ta mua hát xong ca thì chúng ta sẽ dư dây. Thì Khương sẵn Khương lấy bên C7 qua luôn, khỏi tháo bên C25, 18 gì ha. Này có nha, dư nha, nếu mình mua cặp là dư. Rồi, mình găm vào cái lỗ còn lại. Tiếp theo cái đầu dẹp, chúng ta găm vào một cái mic để mình kết nối tín hiệu qua với nhau. Đó có nghĩa là mình chọn mic nào cũng được, C16, C25, C28 giống nhau cũng được, ví dụ C28 luôn, Khương lấy C28 luôn ha. Hồi Khương sẽ để chi tiết với Linh để cho các anh chị em hiểu thêm. Rồi Khương sẽ găm vào lỗ giữa của C28. Đây là
kết nối tín hiệu của hai mic hòa vào nhau thôi, rất là đơn giản, không có gì mà khó khăn hết. Tiếp theo bên bên sản phẩm C28 thì chúng ta dễ rồi. Chúng ta một lỗ thì gắn bên tai nghe bên trái. Em cứ lấy cái tai nghe cũ này ra luôn. Khỏi ra khui cái tai nghe mới ha, tai nghe điện thoại á. Bên lỗ bên phải thì chúng ta găm vào là một cái dây clip. Dây clip đây. Dây clip của sản phẩm C16, C28, C25 đều giống nhau nha. Đây. Đây là dây clip của bộ. Ngoài ra Khương nói thêm, nếu chúng ta có thể mua thêm cái dây ba màu này để âm thanh nó ra hay hơn. Để một lát Khương sẽ test dây của bộ và dây ba màu riêng để Khương thử luôn ha. Rồi, như vậy là xong. Chúng ta mở hai mic lên. Vì C7 á echo vang vang nhiều hát nhẹ. Còn từ C16 trở lên là reverb rất là cao, rất là hay. Chúng ta hát C16 trở lên, chúng ta tưởng tượng như một bản thu âm của ca sĩ. Nó không có vọng 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 như C7 và C11 nha. Nên cái giá thị trường nó cao hơn là như vậy. Nhà sản xuất đã tính sẵn hết. Rồi, các anh chị em thấy hình dung chưa? Rất là dễ dàng luôn. Bây giờ Khương sẽ mở nhạc ha. Mở nhạc Khương ghim dây clip vào nha. Khương lên YouTube Khương mở nhạc nha. Rồi, tam lượng lên. Các anh chị em nhớ là phải tháo lưng ra nha, nhằm khi cái điện thoại của mình nó bị chặt, ghim không có sát. Rồi bây giờ Khương ghim vào nè. Ghim cái dây clip vào của bên C28 này nha, màu đen nè, ghim vào. Cái này là dây theo bộ nha. Bây giờ Khương alo với C28 nha. Khương đang alo C28 đó. Alo 1234 C18. Các anh chị em nhớ chế độ số 2 của C28 nha. C16 đến 25 28 là chúng ta hát cái chế độ KTV số 2. Vì chế độ số 2 là hát nhẹ nhất, reverb cao và nó rất là gian sâu. Còn trên các chế độ khác chúng ta chỉ vui nhộn thôi, chúng ta nhớ cho Khương là số 2 nha. Và sau đây là đây là cái mic C7 nha. Khương alo cái C7. C7 Khương đang alo đó. Bây giờ Khương sẽ vừa hát một mic C7 rồi vừa hát một mic C28 nha. Rồi. Giờ hát C7 trước nha. Rồi một lát Khương sẽ rút cái gì ba màu Khương thử cho anh xem nha. Chuyện tình năm xưa anh với em yêu nhau im đêm như ánh trăng vàng, những chiều trốn nhà hẹn hò nơi công viên thề yêu nhau đến trọn đời. Rồi bây giờ đổi mic nha, đổi C28 lên hát nha, ví dụ nha. Cùng nhau chung sống trong tháng ngày nên thơ, có nhau suốt đời anh làm lo tương lai, em dạy con nên người. Đó, rất là đơn giản. Các anh chị em xem đây, C7 chúng ta một lỗ bên phải chúng ta lấy nhạc, một lỗ bên trái chúng ta găm vào cái dắt chia tai nghe. Rồi chúng ta chia ra hai cái tai nghe, chúng hai lỗ, một lỗ chúng ta gắn cái tai nghe nè để đeo vô kiểm âm. Một lỗ còn lại chúng ta truyền cái tín hiệu qua C16, 18, 16, 25, 28 ha. À, truyền tín hiệu ở giữa. Rồi lỗ bên trái chúng ta cầm tai nghe, bên phải cầm dây clip. Đơn giản như vậy thôi chứ không có gì mà khó khăn hết, rất là đơn giản. Để Khương thử dây kim dây ba màu, Khương hát cho các anh chị xem dây ba màu nha.